Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Mời quý vị ngồi thoải mái. Hôm nay chúng ta tiếp tục một phần nữa ở trong chương Giải Oan Thích Kiết của Lương Hoàng Bảo Sám. Chúng ta đã biết rằng Lương Hoàng Bảo Sám là một bản văn, là một nghi thức sám hối do Hòa Thượng Chí Công, mà trong Phật giáo gọi Ngài là vị hóa thân của Đức Phật Di Lặc. Cho nên thánh giáo này hết sức là thanh tịnh, có nhiều nghĩa lý đáp ứng những người sơ cơ học Phật, và do đó nó đã truyền bá từ đời nhà Lương của Trung Hoa sang các nước Đông Nam Á và kéo dài cho tới tận ngày hôm nay. Với một cái sức sống lâu bền như vậy, chúng ta biết rằng nó rất lợi ích, và có nhiều vị hành trì, có nhiều vị thực tập theo lời dạy ở trong giáo nghĩa này mà họ cũng đã thành tựu rất nhiều. Nói chung trong Phật Pháp, ngôn từ chỉ là những cái gì, là cái phương tiện, là cái vỏ để chuyển tải nghĩa lý bên trong. Và nhân cái ngôn từ đó, chúng ta thông đạt nghĩa lý và tự mình lãnh hội chân lý, tự mình giải thoát khỏi phiền não. Đó chính là con đường mà chúng ta cần phải đến với đạo theo cách đó. Sám văn nói rằng: lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới, hết thảy tam bảo, đời tử chúng con tích tập tội phước sâu dày hơn đại địa. Những cái câu này đơn giản mà chúng ta quán chiếu mới thấy, đọc qua đôi khi thoáng qua không để ý, không nhìn thấy hết được. Nghiệp của chúng ta sâu dày như đại địa là như thế nào? Tức là từ khi có tâm thức ở trong vô lượng kiếp về trước, chết chỗ đây, sinh chỗ kia, kiếp nào chúng ta cũng tạo những ác nghiệp. Có những kiếp tạo thiện nghiệp, sinh ở các cõi trời, hưởng phước báo trong một thời gian, rồi lại đọa đày ở các cõi xấu hơn. Và cứ thế, chúng ta trôi lên mãi trong lục đạo tới ngày hôm nay. Sao gọi là nó không sâu dày hơn như đại địa được? Bị vô minh che lấp tâm tánh, ở trong đêm dài mù mịt, do ba độc mà tạo nhân thù oán, nên mơ muội chìm sâu ở trong ba cõi không có ngày ra. Kiếp người chúng ta dám nói rằng trong đời này mình không ghét ai không? Chắc chắn không có. Mà đã ghét thì cho dầu gì nữa, chúng ta cũng có những cái hành động, tối thiểu là một cái thái độ mà chúng ta đã gây ra cái oán hờn. Có người chúng ta cứ gây qua gây lại như vậy đó, thậm chí chúng ta còn cho rằng phải giận, phải oán, phải hờn như vậy là mới đúng. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc đó thật là đáng giận, đáng hờn. Nhưng thực ra nó chỉ là tăng thêm cái oán kết. Và lối sống chúng ta bị mơ muội ở trong cái lý luận này. Oan gia trái chủ không bao giờ dứt, chỉ khi nào tự mình sám hối dứt bỏ thì nó mới dứt. Còn nếu không, cứ theo cái lý luận như Đức Phật nói đó, nó đánh tôi, mắng tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nhưng ngược lại, nó mắng tôi, nó đánh tôi, mắng tôi, mà ai không ôm hiềm hận ấy thì hận thù mới chấm dứt được. Ngày nay nhờ sức từ bi của chư Phật, chư Đại Bồ Tát mới mong giác ngộ. Nếu chúng ta không nương vào cái Phật lực gia hộ, nương vào cái sức gia trì của Bồ Tát mười phương, thì khó mà mong có sự giác ngộ. Ngay cả như Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng Vương, khi muốn nói lên cái gì, những cái gì thánh thiện, những cái gì siêu việt, cũng đều nương vào oai thần của Đức Phật. Mà chúng ta đã từng nghe thầy kể câu chuyện của Đức Mục Kiền Liên. Ngài đi thật xa, dùng hết thần lực bay đi khắp mọi nơi, bay tới mức quên đường về, và cũng không biết chỗ nào về, mà có vờ cũng không nổi. Thần thông quán đại như Ngài, nhưng một khi nương vào thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì trong một cái thời gian tích tích như là lực sĩ co duỗi cánh tay, Ngài ở quốc độ kia đã trở về núi Linh Thú.
Như vậy chúng ta biết cái sự gia trì của Phật lực á, rất là màu nhiệm. Thành ra hôm nay chúng ta khởi tâm nương vào sự gia trì của Phật, của chư Đại Bồ Tát để cầu mong có sự giác ngộ. Nghiệp chướng chúng ta nó thường che đậy, sám hối là dẹp đi cái nghiệp chướng và nương vào thần lực của Phật mới mong giác ngộ. Trước đây giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có những cái phép quán thầy thực tập không có thành tựu, mà thường nếu như không thành tựu thì không dám đem ra giảng. Cái giảng mà không có thực tập cũng giống như là cái con vẹt nối lại mà thôi, như là cái mấy cái set thu âm rồi mở lại thôi. Chỉ có khi nào mình có một chút thực tập thì mình mới có được cái kinh nghiệm ở trong đó, rồi từ kinh nghiệm đó mình mới dám chắc nó như thế nào. Nhưng mà quán không thành tựu thì làm sao biết rằng nghiệp chướng mình sâu dày. Lời Phật dạy phép quán như thế này, chư tổ thành tựu mà mình đọc chẳng hiếu, quán chẳng ra, là vì sao như vậy? Cho nên khởi tâm sám hối, thôi không có tập nữa, dừng lại để sám hối. Sám hối 21 ngày và bắt đầu ngồi quán trở lại thì quán rất dễ dàng. Từ cái kinh nghiệm đó mà chúng ta thấy rằng nghiệp chướng của mình nó che đậy, mình hiểu theo cái chiều hướng của thế gian thì rất là nhanh, nhưng hiểu theo cái gì Phật dạy thì rất là khó khăn. Như vậy đủ thấy rằng là ở trong tâm chúng ta chứa rất nhiều những cái hạt giống về thế gian, và những cái hạt còn những hạt giống Phật thì chúng ta là chứa quá ít. Do vậy cho nên hôm nay học nghe Lương Hồn Bảo Sám cũng là hình thức gieo những cái hạt giống Phật pháp vào trong lòng của mình. Mặc dù hiện tại chưa thông suốt nhưng chắc chắn nó sẽ gieo nhân cho kiếp tương lai. Còn không thì ít nhất chúng ta cũng làm cái duyên tưới tẩm những cái hạt giống Phật pháp ở trong lòng của mình, nó sinh sôi nảy nở ra. Do vậy cho nên chúng ta học mãi là như vậy. Pháp môn vô lượng thời nguyện học nương vào oai thần của Phật Bồ Tát mong sự giác ngộ. Và ở trong muôn pháp giác ngộ thì sám hối là một cái phương, là một cái thiện pháp, là một thiện pháp. Phật có nói rằng nếu như không có tâm sám hối, không biết khổ và họ thẹn thì người đó không thể tu được. Không biết khổ, không biết thẹn thì khó mà tu được cái gì. Chúng ta trở lại vấn đề. Thầy tự nhiên đột nhiên nhớ tới cái câu kinh ở trong kinh Tăng Chi Bộ. Phật nói những câu rất đơn giản thế này: này các tỳ kheo, ta không thấy có cái gì khó sử dụng cho bằng. Này các tỳ kheo, đó là cái tâm mà không được tu tập. Cái tâm mà không được tu tập ta thấy rất là khó sử dụng. Này các tỳ kheo, chúng ta nghĩ, chúng ta nghe câu nói như vậy, bây giờ chúng ta nói rằng đây là cái thái của Phật, đó là một đấng nhất thiết trí, trình độ tuệ giác của Ngài siêu việt, Ngài quán thấy căn cơ của chúng sanh. Những người nào cái tâm mà không chịu tu tập, tức là từ bản thân người đó cái tâm không có muốn hướng tới điều lành, điều thiện, không muốn giải thoát khỏi đau khổ phiền não, họ không muốn, thì quý vị có thể sử dụng cái tâm đó vào việc gì được không? Rất khó. Cũng có khi được, nhưng mà rất khó, phải không? Cái tâm mà không muốn tu tập tức là gì? Cái tâm buông lung, cái tâm phóng túng, cái tâm buông thả, không cần giới, không cần luật, không cần định tuệ gì cả. Họ nói một nơi, họ làm một nẻo. Còn người tu là sao? Tức là ráng giữ cho mình, nói sao làm vậy. Đó là cái tâm hướng tới sự tu tập. Còn cái tâm mà không được tu tập thôi xong, suốt ngày chỉ muốn buông lung hưởng thụ, rồi buông lung hưởng thụ tới mức mà đi ra ngoài đường cầm cái bảng đứng ngã tư đó. Các nước người ta tìm tới Mỹ để có một cái cơ hội, người ta xem Mỹ là một ước mơ, là một đất nước của sự ước mơ, của một xứ sở đáp ứng được nhiều cái cơ hội, có nhiều cơ hội cho người ta. Nhưng có những người sinh ra tại Mỹ
lớn lên ở tại Mỹ, ở trong môi trường đầy đủ của Mỹ, nhưng cuối cùng đi ra ngoài đường đứng để xin một chút xíu gì đó, có ăn có mặc. Cái đó là gì? Đó là do cái tâm của họ, phải không ạ? Do cái tâm của họ không có chịu tu tập, cái tâm của họ không khép mình vào ở trong một cái gì hết, và họ cứ thả theo muốn cái gì họ theo cái đó, và những cái gì cái phước của họ có họ đem họ sử dụng hết thảy, rồi khi hết phước rồi thì họ rơi vào cái chốn khó khăn như vậy. Thưa quý vị, như vậy cho nên chúng ta thấy rằng nói tôi sám hối là chúng ta biết đó là thiện pháp. Chí thành cầu xin tỏ bày sám hối, con hôm nay nguyện xin chư Phật chư Đại Bồ Tát rủ lòng từ bi thâu nhiếp chúng con. Tức là chúng ta mong được Phật lực thâu nhiếp mình vào trong ánh hào quang của Ngài, đem sức đại trí tuệ, sức bất tư nghì, sức vô lượng tự tại. Đây là cái sức của Phật và Bồ Tát, cái sức mà tự tại, tức là muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, mọi thứ đều an nhiên tự tại, không có bị cái gì nó chi phối hết. Đây là sức giải thoát do cái công năng tu tập nhiều đời thành tựu được. Rồi sức bất tư nghì, tức là cái sức không thể nào mà nghĩ bàn được. Ví dụ như có những vị Bồ Tát thấy có chúng sanh cúng dường trong một cái tòa lâu đài, và vị Bồ Tát này nói: Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ dùng cái tòa lâu đài này, con đỡ dành cho tới khi Đức Phật đó ra đời, và con đem lại để cúng dường cho Đức Phật đó. Và có vị ở trong hội chúng mới nói rằng là ngồi khởi tâm nghi ngờ là vạn vật nó vô thường, làm sao mà cất cái tòa lâu đài này đợi thật lâu tới khi Đức Phật ra đời rồi con đem con cúng dường là cúng làm sao đó. Và vị này sử dụng thần thông du hí, bưng cái tòa lâu đài này ở trên tay và biến nó trở thành nhỏ như là cái hạt bụi, rồi đem bỏ trong cái lỗ rốn. Rồi đó, như vậy thì đại chúng ngơ ngác hết. Và các vị này còn dùng cái thần lực cho người ta thấy trong lỗ rốn của mình cái tòa lâu đài còn nguyên trong đó. Đó, cái đó là có phải là sức tự tại không? Chúng ta không thể nào nghĩ bàn được. Thậm chí có những vị Phật ra đời chuyên làm cái gì? Chuyên giáo hóa những cái chúng sanh ngang ngược như là thiên ma ba tuần. Đem hết thiên ma ba tuần vừa ở cõi đó mà giáo hóa. Đức Phật bảo thiên ma ba tuần: ngươi hãy phát tâm quy y đi. Nhưng thiên ma không có chịu. Thiên ma nói rằng là Đức Thế Tôn đã cù rú, đã giáo hóa hết đệ tử của con rồi, bao nhiêu đệ tử của con đều theo ngài hết, mà bây giờ con làm giáo chủ mà con còn đầu hàng ngài nữa thì rất là mất thể diện, cho nên dẫu sao đi nữa thà rằng con chết chứ con không thể nào mà quy y ngài được. Nhưng mà khi Phật nhắc tới cái vị Phật chuyên giáo hóa ma ba tuần thì ma ba tuần này nghe tới tên đã khiếp sợ rồi. Cho nên chúng ta cố gắng đọc những cái mẫu chuyện như vậy trong kinh Đại Bảo Tích ấy, chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Đó là cái sức tự tại của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Và chúng ta nương vào cái sức gia trì đó, nó mới bất khả tư nghì. Chứ còn những cái việc lính kính trong đời sống hàng ngày, quét cái nhà, trồng cái cây, xây cái chùa, cái việc này nó quá ư là nhỏ bé, nó quá ư là tầm thường. Nhưng nếu không khéo, tâm chúng ta lại rơi vô trong những cái chỗ như vậy, cái phiền não trong những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy thì hết sức là đáng tiếc, phải không? Thành ra nhìn xa ra, nhìn rộng ra thế giới quan của Phật giáo mười phương, chúng ta thấy mình không có gì đáng được phiền hết, đáng được khổ đau hết. Rồi nguyện đem cái sức đại, cái sức gì, sức hàng phục tứ ma, sức diệt trừ phiền não, sức giải oan kết, sức độ thoát chúng sanh, sức an ổn chúng sanh, sức giải thoát địa ngục, sức tế độ ngạ quỷ, sức cứu vớt chúng sanh trong đường súc sanh, sức nhiếp hóa Atula, sức nhiếp thọ nhân đạo, sức tận chư tiên hữu lậu, vân vân. Những cái sức như vậy vô lượng công đức. Đó tức là gì? Là thần lực của Phật và Bồ Tát có những cái khả năng như vậy. Đối với chúng sanh ở trong địa ngục thì làm cho giải thoát, chúng sanh khổ đau ở trong ngạ quỷ thì các ngài tế độ, những chúng sanh chìm đắm ở trong cảnh giới súc sanh thì các ngài
xin từ tâm cứu vớt ngài sức nhiếp hóa Atula, tức là Atula thường nối sân, cho nên các ngài cũng đem cái từ tâm mà nhiếp hóa sức nhiếp thọ nhân đạo. Con người chúng ta muốn ra khỏi luân hồi, các ngài nhiếp thọ mình. Sức chư thiên và chư tiên hữu lậu, những người tu hành muốn thành tiên nhưng mà do không đạt được cái pháp vô lậu, do đó bị ở trong cái hữu lậu, tức là ở trong luân hồi, hưởng hết cái phước tiên đó rồi vẫn trở lại trong luân hồi. Ở đây thầy chọn những cái phương thức tu hành cho các vị là những cái phương thức vô lậu, không có cái nào mà thầy chọn cho các vị là hữu lậu hết. Và những cái phương thức, những cái làm việc bình thường, nó chỉ là trợ duyên để dẫn tới vô lậu. Ví dụ như chúng ta học Phật pháp, đó là gieo nhân vô lậu. Và khi ngồi xuống thiền định là học cái pháp vô lậu, gặt hái cái quả vô lậu. Ví dụ như hít vào biết mình hít vào, thở ra biết mình thở ra, hít vào thở ra biết mình hít vào thở ra ngắn dài, biết hơi thở toàn thân. Những cái phương pháp như vậy được gọi là thập lục đạt thánh. Ở trong đó có giác, có quán, dẫn tới vô lậu niết bàn. Chứ không phải những cái pháp mà còn ở trong cái sanh sanh diệt diệt của luân hồi. Hôm nay chúng ta học sám hối lương hoàng này để tiêu trừ nghiệp chướng, nương tâm mình vào sự gia bị của mười phương chư Phật, để chúng ta lãnh hội đại pháp vũ Như Lai mật nhân tu chứng liêu nghĩa chư Bồ Tát dạng hạnh thủ lăng nghiêm. Buổi sáng các vị đến tụng một biến thần chú lăng nghiêm, thì các vị thấy đó là những đại pháp vũ đó. Nhưng nếu như không khéo cảm nhận, chúng ta xem nó rất là bình thường. Nhưng mà khi nào chúng ta tiếp nhận được, cảm nhận được nó, thì chúng ta mới thấy tại sao mà các ngài ngày xưa khi hành trì, thường thường các ngài quỳ. Ngày xưa hòa thượng thầy ở gần hòa thượng Quang Bửu là một cái vị đại tinh tấn mà thầy gặp được. Ngài sáng tụng lăng nghiêm thì ngài nói anh em đứng không cho ngồi. Ngài nói rằng cái giấc ngủ buổi tối nó chưa có ra khỏi cái tâm của mấy ông, cho nên mấy ông đứng ấy, thì nó không thể ngủ, chứ mấy ông ngồi ấy, thì mấy ông ngủ liền. Còn riêng ngài ấy, thì ngài bị huyết áp cao, có khi lạy xuống huyết áp nó lên không dám đứng lại, nằm im đó. Thầy lo lắng, thầy lại gần, thầy nói ngài có sao không, thì ngài nói các thầy lạy tiếp đi, tôi nằm im một chút, chứ cục cửa thì có thể nó vỡ mạch máu não. Tức là bệnh tật như vậy, tứ đại nó như vậy, rồi tới khi bị gan, bị cái này cái kia, hồi xưa sau bao cấp thì ăn uống nó thiếu thốn và cái thể trạng nó hư nhiều. Nhưng mà các ngài buổi sáng thì ngài tụng kinh là ngài quỳ, ngài quỳ, quỳ suốt một giờ đồng hồ khi tụng kinh. Ngài không thấy mệt, thầy mới nói rằng ngài lớn tuổi rồi sao ngài không ngồi xuống cho nó khuế. Ngài nói thấy giáo pháp của Phật nó màu nhiệm thậm thâm, và quỳ không chưa thấy đủ, quỳ để tụng chưa thấy mình thỏa mãn, chưa thấy đủ. Thành ra ngài vì quỳ một cách rất là hoan hỷ. Còn chúng ta ngồi xếp bằng là thấy nó đeo cái chân rồi, hay có cái ghế ngồi. Mà nhiều khi tới chùa khác có cái ghế có niệm thì thích, còn ghế là không có niệm nhiều khi thấy ngồi đeo cái lưng nữa. Cái tâm bạc nhược, cái tâm hưởng thụ của mình, nó sinh ra những cái tâm như vậy đó. Vì do vậy cho nên chúng ta học những cái hạnh của các ngài, chúng ta tu mà còn chìm đắm ở trong những cái lạc pháp này, do đó cho nên sinh vào tiên đạo. Nhưng dẫu sao đây nữa thì chúng ta vẫn mong rằng được cái sự nhiếp thọ của mười phương chư Phật để chúng ta giác ngộ vô lượng tận trí tuệ. Nhờ những sức lực ấy khiến cho các chúng sanh có oán thù trong bốn loài sáu đường đồng đến đạo tràng thọ lãnh sự sám hối của chúng con hôm nay. Đây là một đoạn nói đại ý là chúng ta phát tâm nương vào thần lực của Phật và Bồ Tát, chúng ta cầu nguyện cho kẻ hiện hữu cũng như người ẩn hình đều nương vào thần lực của Phật, họ vận tâm đến nơi đây để chứng minh cho cái lòng thành sám hối của con.
Tức là có nguyện sám hối cho tất cả những người, đối với những người đối diện hoặc là những người khuất mặt, con đều sám hối hết. Nghĩa rằng ở ngay trong đời này, con quyết tâm không còn muốn kết một cái duyên nhỏ về sự oán hờn với ai nữa hết. Khởi tâm như vậy thì chúng ta bắt đầu thấy cái sự tu hành. Chúng ta thường thường cái người nào chúng ta không ưa là chúng ta né ra, hoặc là không chơi nữa. Nhưng chúng ta quên mất một điều là đã có oán với họ. Thành là cẩn thận sám hối chính ở trong tâm của mình. Nó hồi xưa thầy cỡ các vị nghe câu chuyện có cái ông thầy ở Quảng Ngãi, không biết sao giác ngộ chuyện gì, đụng cái đi xuất gia, bỏ nhà bỏ cửa đi tu quan. Trong nhà cũng ai biết, mọi thứ ai hay. À, đặc biệt là một cái người đau khổ nhất là cái cô người yêu của ông này. Có bạn gái thương yêu 22 tuổi thì chuyện đã bình thường. Cô gái này không biết sao cứ dằn vặt ở trong lòng, cứ dằn vặt mãi, không biết mình có lỗi gì không. Rồi cô tự trách mình đã giận đã hờn, rồi trong gia đình cũng không biết tại sao đừng có đi tù mật. Và cái vị thầy mà nhận á thì cũng không đúng luật của Phật. Luật Phật rất rõ là khi xuất gia là phải được sự đồng ý của gia đình, còn nếu không thì cũng phải có sự thông báo cho gia đình biết. Đó là một việc công khai, không có việc gì phải giấu. Nhưng mà có lẽ là cái vị là thuyết phục sau đó, để rồi một cái chùa cũng chấp nhận và cũng tu tới 10 năm sau. Anh này nghĩ rằng đi tu á, tức là bỏ hết sự đời á, đi tu 10 năm sau. Thì cô này ở nhà mấy năm này thì sao được, tới con gái lớn lên thì cũng phải có gia đình, chứ sợ nhan sắc nó tàn phai rồi làm sao. Cho nên cũng gá đại một anh chàng, rồi cũng làm đám cưới. Anh chàng này tới ở Đồng Nai. Nhân duyên đưa đẩy thì thầy với cái ông này là quen với nhau. Thì hôm đó thầy nhận cái đám tang của nhà chồng của cô này. Thầy không biết, thầy rủ cái ông thầy này đi tới làm đám tang. Thì ông này lớn tuổi hơn thầy, cho nên thầy mời cái ông này là mời thầy bịt tang cho gia đình. Thì cái cô này là con dâu lớn bưng khay tang. Ông này lấy khăn tang lên bịt, cái cô này ngước mặt lên nhìn thấy vậy, cái khăn tang rất là rốn xuống. Đó, chúng ta thấy nó trái ngàn giới sợ không? Thành ra rồi cũng nhanh chóng vội vàng cũng tiếp tục cúng kính này kia. Lúc đó thầy biết là nó có cái gì đó phức tạp ở trong tâm rồi. Sau đó thầy mới theo thầy hỏi, thầy chặn đầu chặn đuôi thầy hỏi. Ông này ông nói có gì hết, chứ mà đúng là hồi đó thầy cũng nhiều chuyện thiệt, tại vì không có chịu nói cảnh đó cho nên cứ theo tra gạn hối hoài. Thì ông này ông muốn nói thật, ông muốn nói thật là nó như vậy đó. Cho nên thầy muốn nói không sao, tình chỉ đẹp khi còn gian dở. nó gian dở như vậy nó đẹp. Nhưng mà rõ ràng rằng là thầy mới khuyên, thầy nói rằng là thầy nên sám hối với người đó và nên nói thật lý do tại sao thầy làm như vậy, để chi để cho cái cô này cô an lòng. Và đặc biệt là trong luân hồi lục đạo á, là thầy không có còn cái nợ nần này, cho nó không khiếu kiếp sau người ta sẽ bỏ thầy á. Có thể người ta sẽ cũng quen thầy, người ta bỏ thầy, người ta tu và thầy nhận cái quả đau khổ giống như vậy đó. Tại sao? Vì chúng ta chưa sám hối, nó còn nằm im đó. Chỉ sám hối nó mới triệt tiêu được những cái gọi là oan gia trái chủ đó. Có người ra đời cũng ngon lành lắm, nhưng mà tự nhiên đầu thai vô cái nhà, cái bà mẹ bà khắc khe vô cùng. Bà khắc khe vô cùng tới khi mà cái nghiệp nó giải rồi thì tự nhiên nó hết. Đừng nói chi cái việc đâu xa. Có một cái ông chú già ở gần chỗ nhà thầy hồi xưa, thầy nhỏ thầy nhớ. Thầy thắc mắc trong đầu là ông lớn lên ông không có người, không có con, và ông nuôi một người con nuôi, và cái người con nuôi này cũng rất hiền hòa. Rồi tới khi ông con nuôi này lớn lên có gia đình thì có một hai người con là cháu nội nuôi đó, thì tự nhiên cái cô con dâu này tự nhiên bà điên,
Bắt đầu bà chửi ông. Bà cứ mà chửi chứ không chửi ai hết. Mà thầy thấy lạ quá, thầy mới nói cái cô này bị điên. Thầy cũng thắc mắc, hồi đó họ nhỏ mình không hiểu người điên đó làm sao. Thì thầy mới tới nhà, thầy cũng canh chừng có gì mình chạy chứ. Cứ nghĩ bà điên á, có người hồi đó người ta mô tả bà điên là hay quấn tầm bậy. Và có khi người chụp mình kén đầu kén đuôi mình. Cho nên hồi nhỏ mình cứ sợ. Thành mình tới nhà cái mình cũng do nhìn nói, thím bốn, thím khỏe không? Thì bà nói, thím khỏe. Đã nói trong nhà ông trai là thím, có thím cô nhà thôi, nó có gì không con? Thế mình thấy, ủa sao bà điên mà sao bình thường không có gì hết á? Trong đầu mình cứ thắc mắc tại sao bà điên? Rồi cái mình vừa thầy mới hỏi ông nội thầy, thầy nói là nghe nói thím bốn mà điên mà sao con thấy rất bình thường. À, nhưng mà ông nội thầy nói là nó điên có lúc, chứ không phải lúc nào cũng điên. Nhưng mà sau đó thầy không có giải tỏa được trong đầu, cho nên thầy cứ thế lớn lên rồi đi tu rồi cứ suy nghĩ tại sao bà thím này bà điên. Và tới sau này á, thì khi ông sáu này ông chết á, thì bà không có điên nữa. À, các vị thấy kỳ lạ không? Là khi ông chết rồi bà trở lại bình thường. Mà bà điên chỉ có cái là bà ép cái ông này á, là ăn uống thế này. Ông bị mù mắt, nấu một tô cơm, lấy 5 muối đổ lên đấy, ăn xảo ăn. Mà không ăn bà chửi. Mà ăn nhiều bà cũng chửi. Cứ vậy đó. Thì sau này thầy lớn lên thầy mới, lúc làm thầy rồi thì vợ mới hối. Hối thì bà thím nói thật. Bà nói là thưa thầy, tôi không biết sao, tôi nhìn ông tức lắm, tôi cứ muốn chửi. Cái gì tôi cũng muốn chửi hết. Mà giống như ai chửi không phải tôi không muốn. Tôi biết rằng nói như vậy người ta cũng coi thường người ta trách hờn thôi. Tôi không có muốn mà sao cứ nó khó chịu lắm. Cứ muốn chửi cái gì đó, nó mới dễ chịu. Cái ông này, cái nhân của ông, thậm chí tạo cái ác nghiệp. Ông muốn đi tìm đứa con trai, bằng cách ông muốn lan trả tùm lum người này người kia. Và thậm chí là hồi đó ở miền quê cọp nó hay ra, cho nên sáng sớm không ai dám mở cửa ra. Thành cái nhà cứ xây hình chữ khấu, ở trong thì có cái ăn nước. Nhưng mà ông tới cái cô nào mà cô đó mà không có đồng ý với ông á, nhiều khi ông lấy phân ông quậy vô trong cái hồ trong nước đó. Sáng có khi người ta không biết người ta nấu ăn á, thì mở cái nồi cơm ra thấy toàn là phân. Tức là cái ác nghiệp khi mà ông ghét ai, ông tạo những cái duyên như vậy. Rồi tới khi cái bữa ăn của ông nó trả quá hiện tiền, là con dâu ông nó điên, ăn sau nó còn chửi. Thành ra khi mà cái nghiệp nó giải rồi thì nó mới hết. Thầy kể một hai cái việc các vị thấy cái nhân quả hiện tiền. Có một cái bà cụ, một cái bà trong xóm của thầy, cái bà đó ở miền quê mà cứ lấy nước uống ở trong rừng á, là lấy từ đâu? Từ những cái suối nước. Cái suối á, cái chỗ đó là cái chỗ mà người ta quy định với nhau rằng mọi người không có làm ô nhiễm cái nguồn nước đó. Và người ta cứ làm nương rẫy, thì đến chỗ đó người ta lấy cái bi đông, lấy bình nước lên trên rẫy người ta uống. Ai cũng biết như vậy. Nhưng mà cái cô này á, tới tháng có kinh kỳ á, cô có tới chỗ đó cô giật. Không hiểu sao. Rồi có một hai người họ biết, họ phàn nàn, họ chửi bới. Nhưng mà cái nước nó trong đi, cô nghĩ rằng giật cho nó sạch. Tại nước đó nó sạch nhất, nước trên chảy xuống thì nó chảy đi thôi. Cô nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng rồi khi quả báo tới cuối cùng của cô gần như cái người điên bằng cách là cứ đi gặp cái đứa con gái nào lớn lớn lên ấy, là cô theo cô xin. Cô xin tới tháng có chưa cho cô ăn, xin cái món đó để cô ăn. Chúng ta thấy cái đó là những cái từ trong nghiệp nó đi ra. Nó thiếu từ trong nghiệp á. Cái nghiệp là gì? Nó kiếm mà. Nó tìm kiếm cái chất của nó. Còn giống như chúng ta này, mình đừng có cười. Những chuyện này mình thấy nó dị dòm mà các vị có thể chưa nghe phải không? Nhưng mà thầy, hồi xưa nhớ giảng trong Kinh Địa Tạng, thầy có cớ một hai câu chuyện này rồi, các vị quên đó. Nhưng mà thầy nói rằng là gì? Cái nghiệp, cũng giống như cái nghiệp ái nhiễm của chúng ta, nó mới đầu thai thế giới này này. Nếu chúng ta không có cái nghiệp ái nhiễm thì làm sao chúng ta mang thân con người?
Chúng ta ở trong tĩnh lặng của Niết Bàn là chúng ta giải thoát hết rồi. Thậm chí cái nghiệp chúng ta là thích sinh phiền não á, sinh thanh tịnh thì khó mà phiền não thì cứ rất là dễ sinh. Có cái chuyện đó trái lời trái ý một chút là trong lòng phiền não nó khởi lên rồi, bực bội trách hờn nó khởi lên rồi. Và nó không phải nó khởi lâu, nó khởi nhanh đâu mà nó khởi nhiều ngày. Cứ nhắc tới là chúng ta phiền não, chúng ta giận hờn. Đây là những điều mà chúng ta nên xôi tâm mình vào để thấy đó là những cái điều không tốt cho mình. Và mình phát nguyện từ bỏ. Mà bỏ không nổi thì mình nương vào Phật lực bằng cách chúng ta khởi tâm sám hối. Chúng con nguyện xả bỏ tất cả sự oán thù, không còn tư tưởng oán thù, những nghiệp oán thù đã kết đều được giải thoát. Cái câu này tưởng chừng như nó lặp lại, chứ thực ra nó rất rõ từng ý. Đầu tiên là chúng ta sao? Xả bỏ sự oán thù, không còn tư tưởng oán thù. Trong tâm phát nguyện xả bỏ nó. Phát nguyện không chưa được, hành động không chưa đủ, mà ở trong tư tưởng chúng ta còn bỏ luôn. Chứ không phải bỏ cái hành động trả thù, mà trong tư tưởng còn ôm sự oán thù. Đó. Ví dụ như ra khỏi nhà thế tục, tức là xuất gia, là ra khỏi nhà thế tục. Nhưng mà phải mang cái tư tưởng gì? Tư tưởng của người giải thoát. Chứ còn anh đi ra khỏi nhà thế tục, anh đã làm người xuất gia, mà trong tư tưởng của anh là tư tưởng thế tục, thì thôi sao không rồi? Thì mang cái chiếc áo xuất gia mà trong tư tưởng là tư tưởng thế tục thì đâu phải là người xuất gia. Có phải vậy không? Mà tư tưởng của người xuất gia là tư tưởng làm những cái gì đi ngược lại với gì? Đi ngược lại dòng sinh tử. Hay là đi ngược lại dòng đời. Hỏi người ta tham danh thì mình từ bỏ danh. Tham sắc mình từ bỏ sắc. À, tham lợi, tham ăn uống ngủ nghỉ thì mình phải đi ngược lại. Đi ngược lại tức là mình đi từ từ, nay một chút, mai một chút. Cái chiều hướng chúng ta là đi ngược lại mới là cái người xuất gia, là người tu. Còn mình thuận theo dòng sanh tử, đó là cái chiều hướng của ma. Ma luân hồi lục đạo, chỉ cứ vậy, đơn giản vậy thôi. Thì chúng ta căn cứ trên những cái yếu lý đó để nhìn nhận cuộc sống, chúng ta hiểu liền lập tức. Do vậy, hôm nay chúng ta phát nguyện từ bỏ cho chấm dứt những oán thù, hành lìa tam khổ, xin lỗi, tám nạn khổ, hay là bát khổ đó, không còn bốn ác thú, thường gặp chư Phật, nghi pháp, ngộ đạo, phát tâm bồ đề, tu nghiệp xuất thế. Đây là những cái lời nguyện của chúng ta. Chúng ta phát nguyện thường gặp chư Phật, nghi pháp. Muốn nghe pháp thì đi chùa chứ, chứ ở nhà làm sao nghe? Cũng có lấy băng đĩa, cũng lấy internet nghe, nhưng mà thực ra nó không hiệu quả lắm đâu. Tới chùa đây, ngồi ngay tháng đây mà nghe chưa xong đó, tâm mình nó còn phóng túng chuyện này chuyện kia, đừng nói chi là ở nhà. Tu nghiệp xuất thế, tức là những gì? Hành động làm sao để chúng ta ra khỏi luân hồi đó. Tứ vô lượng tâm, tức là gì? Từ bi hỷ xả, tức là giữ trong lòng mình, thường giữ trong lòng mình cái suy nghĩ vừa từ, vừa bi, vừa hí, vừa xả. Thường nghĩ vào nó. Nó không nghĩ là nó mất á. Thôi mình cứ từ bi hí xả, người mình khỏe nhất. Sáu ba la mật. Đây là sáu pháp lục đạo của Bồ Tát. Hết lòng tu tập, tất cả hạnh nguyện đều được viên mãn. Đồng lên thập địa, đồng vào kim cang, đồng thành chánh giác. Tức là lên thập địa Bồ Tát là quá vị pháp vân địa ở trong thập địa Bồ Tát, kịp đồng vào kim cang, tức là cảnh giới bất thối chuyển, đi vào Phật quả thành định chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, chúng ta là những người đồng nghiệp trong đạo tràng này, nên thấy rằng oán thù theo nhau, oán thù nó cứ kết qua kết lại, đó là do ba nghiệp tham sân và si. Đọa đầy con người tu hành phải chịu khổ báo, khó chứng đạo quả. Do cái tham sân si nó đọa đầy mình rất là khó chứng, và do đó mình ở trong cái khổ não triền miên. Đã biết nguồn gốc đau khổ đều do ba nghiệp, biết cái gốc của nó rồi thì sao? Thì phải giống mảnh diệt trừ ba nghiệp.
tức là diệt bỏ tham sân và si. Biết nó hết, ai cũng biết hết đó, nhưng mà làm được. Người ta nói một câu là cũng nổi nóng lên, phải không hả? Cái chuyện này là bình thường thôi, cho nên nghiệp nó phải bỏ từ từ, mỗi ngày một chút, chứ không thể mà bỏ một cái được liền đâu. Điều kiện thiết yếu dùng để diệt khổ duy chỉ có phương pháp sám hối. Chúng ta tụng kinh, ở quá khứ không nghĩ, tương lai không nghĩ, hiện tại tâm nhiếp ở trong thánh giáo. Như vậy, ý thanh tịnh, miệng đọc ra lời, khẩu thanh tịnh, nhưng thân chúng ta chưa có vận hành. Do vậy cho nên lễ sám đứng lên ngồi xuống thì sao? Đó là thân thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh nó bứng tận gốc rễ những cái nghiệp chướng. Còn nếu như mà chúng ta chỉ tu khẩu hoặc là ý thôi, cái thân mà chưa vận hành, nghiệp nó chuyển lâu hơn. Do đó chúng ta phát tâm sám hối. Và sám hối cũng là những cái hình thức mà chúng ta khởi tâm hối hận. Cho nên ở trong kinh khen ngợi rằng ở đời có hai hạng người mạnh nhất. Có chỗ thì nói rằng là hai hạng người bằng nhau, như nhau. Đó là gì? Đó là hai hạng người. Một là người không tạo tội lỗi. Hai là người tạo tội lỗi rồi mà biết ăn năn sám hối. Đó, chúng ta minh định cái lý trong lòng mình như vậy đó. Chúng ta một là người không có lỗi, không tạo cái gì có lỗi. Còn hai, đã tạo lỗi rồi, chúng ta phát tâm sám hối từ bỏ. Hai hạng người này tốt như nhau. Và ở đây nói rằng hai hạng người mạnh nhất. Tại sao gọi là mạnh mẽ? Bởi vì mình từ chối sự cám dỗ của tội lỗi. Đó là người phải có sức mạnh. Như thầy thường khuyên quý vị, ví dụ như người ta chửi mình một câu, mình chửi lại một câu, mình mạnh hơn nữa, mình chửi 10 câu cho nó ngán. Thì cái này thì ai làm cũng được, phải không? Không cần hành trì, không cần Phật ra đời chí vẽ gì, ai cũng làm được. Nhưng mà người ta mắng chửi mình nhẫn được, mình nhịn được. Người ta thù ghét mình mà mình không thù ghét lại. Thậm chí mình có thể cảm thông và thấy được điểm tốt của họ và thương xót cho những cái xấu xa bản thân họ tạo ra phải chịu quả báo trong luân hồi ở tương lai. Mình nhìn thấy như vậy, mình thương xót chứ. Ví dụ như một người đi từ đầu đây qua tới đầu kia và đầu chỗ kia là cái hầm lửa, rơi vô đó bị lửa nó thiêu đốt. Và chúng ta thấy họ đi, mình thấy tội cho họ, mình nói đừng có đi vào đó. Mình nắm tay họ, mình kéo lại. Nhưng họ không, họ đang muốn thích đi vừa hướng đó. Mình gây trở ngại cho họ, thì dĩ nhiên họ ghét mình, họ đẩy mình ra. Và họ oán mình đã cản trở họ. Thì lúc bây giờ mình chỉ còn ngồi đó mà thương xót thôi, chứ biết làm gì nữa. Tại vì sao? Bởi vì mình biết rằng từng bước của họ sẽ rơi vào trong hầm lửa. Do vậy mà mình thương xót. Chứ không khi nào, không lý, khi lý nào mình khởi tâm là đáng kiếp rồi. Không phải như vậy, phải không? Cho nên rõ ràng mình nghĩ như vậy thì cái người họ thương mình cũng như người ghét mình, mình giữ được cái lòng thương xót. Mình giữ được như vậy, giữ được cái tâm đó phải có sức mạnh, phải có trí tuệ. Nếu không mình giữ không nổi. Thường khi người ta ghét mình ghét lại. Người ta oán mình oán lại. Người ta không nghe lời mình trông cho họ chịu cái quả báo đau khổ như là một bài học đó cho họ đáng kiếp. Đó. Thường thường trong tâm chúng ta hay có những cái cách khởi nghĩ như vậy đó. Cho nên còn cái người thứ hai là mình gây ra cái tội lỗi, không có gì phải xấu hổ. Biết rằng dạng pháp vô thường, tự tánh vốn không, sám hối nó trở lại thanh tịnh. Biết như vậy, mạnh mẽ như vậy, sám hối là một điều rất khó. Nhưng mà làm được, quyết định được, đây là một điều không dễ chút nào. Ngày nay đại chúng muốn sám hối, thân tâm đều phải trong sạch, y phục chính tề, sinh lòng hổ thẹn. Hổ thẹn, buồn thảm, ảo não. Chúng ta không có gì buồn thảm hết, vừa sám vừa cười. Tại vì sao? Vì chúng ta đâu có thấy mình lỗi gì đâu mà không cười. Còn khi mình thấy cái lỗi thật sự của mình, đó là cái lỗi còn chìm đắm trong luân hồi đó, thì chúng ta mới thấy rằng là phải không có gì mà phải vui vẻ hết. Chỉ là giả tạm nhất thời thôi.
tu một chập rồi tự nhiên mình thấy, rõ đời mình nó nhanh quá, thời gian nó vô thường, nó chi phối nhanh quá. Cái thân thể con người nó bại hoại rất nhanh. Năm 19-20 tuổi, trời sáng trăng thì thầy có thể đọc cái quyển Lương Hồn Sám này, thầy đọc được, không còn dùng đèn. Tức là nhìn đọc, và những cái thầy lớn tuổi muốn đọc ra thì thầy đọc cho nghe, thấy rất là rõ từng chữ từng chữ. Rồi có thể bắt cái con đom đóm, nó chấp chá lên, mình thấy được cái chữ, mình viết bài được, mình làm toán được. Hồi đó không có đèn, không có dầu, dầu mua khổ, học chúng trong chùa khổ quá, thành ra mỗi người một cái đèn thì nó hết dầu, mình không có tiền mua dầu, thôi mình bắt con đom đóm bỏ vô trong cái bịch ni lông như vậy á, nó cứ chấp chá đó mình cũng thấy được, mắt nó sáng. Mấy chục năm thôi, vậy mà bây giờ đọc cái chữ dài mà ánh sáng dài mà thấy nó lờ mờ, tự nhiên mình thấy nó nhắc mình ngay liền tức nó mới ra thôi, mà bây giờ nó là bại hoại thế này thôi. Nó rất nhanh đó quý vị, chúng ta cảm nhận được rất nhanh. Nếu chúng ta không có tin tưởng chỗ này một chút, chúng ta cứ nghĩ mình chắc lẽ còn ngày mai còn sống nữa đấy. Đó, mình cứ nghĩ vậy đó. Nhưng mà nó rất nhanh, nó bài hồi rất nhanh. Thì không biết rằng rồi mình chết đi đâu đây. Và nếu không có nhanh chóng lo lắng, không có quyết định gấp rút, thì không ai cứu cho mình được. Thành nói điều này á, không phải là nói đe dọa, mà sự thật nó đang diễn biến như vậy đó. Do vậy cho nên chúng ta chỉ phát đại giọng mảnh bằng cách dùng cái hơi thở này, thân bạn này, cho cái sự tu tập là ưu tiên hàng đầu. Còn mọi thứ chúng ta cũng làm, nhưng mà không quan trọng. Được cũng được, có mất cũng không sao. Cứ nghĩ như vậy đó, thì tâm mình nó nhẹ nhàng. Còn hiện tại ưu tiên cho vấn đề giải thoát. Thì chắc chắn khi mình dùng cái tâm mình như vậy á, thì chắc chắn cái cửa giải thoát nó sẽ mở ra trước mặt của mình. Xin hai cái niệm như vậy rồi thì cũng diệt được cái tội, và phước gì cũng sinh được. Những gì là hai, một là biết hổ, hai là biết thẹn. Và đoạn này định nghĩa rằng hổ là xấu hổ với trời. Cái này, câu này nó ảnh hưởng văn hóa của Trung Hoa đó. Ông trời của Trung Hoa nó khác ông trời Việt Nam. Ở trong khái niệm của văn hóa tư tưởng đó, Việt Nam nói rằng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lột. Ý nói rằng là cái nguyên lý của tạo hóa, anh làm điều xấu, trước sau anh còn chịu quả báo. Nó có cái ảnh hưởng của nhân quả. Và người Việt Nam, họ sao? Họ trung quân ái quốc. Nhưng mà trung với gì? Với cái gì? Với minh quân, chứ họ không có trung với hôn quân. Còn họ ái quốc là cái gì hàng đầu rồi. Nhưng mà người Trung Hoa họ khác. Họ trung quân, ngu quân họ cũng cứ trung hết, hôn quân họ cũng trung luôn. Quân sứ thần tử, thần bất tử bất trung. Và trời của Trung Hoa là có một ông thượng đế rõ ràng. Và cái ông mà con ông thượng đế đó chính là ông thiên tử. Và họ cứ đi theo cái lập trường đó, nó khác. Thành ra ở đây cái chữ trời này á, là chúng ta hiểu theo nghĩa Phật giáo, là quý ngài ngày xưa soạn để cho nó phù hợp với cái quan điểm rằng là anh không biết khổ thẹn với trời đất. Ý vậy như vậy thôi, chứ đừng nghĩ rằng là trời đây là cái ông trời nào mà phải hổ thẹn. Tại vì ông trời ông còn ở trong luân hồi mà, như là Đế Thích còn trong luân hồi thì có gì đâu, sao không hổ thẹn với Phật Bồ Tát, mà là hổ thẹn với trời. Thứ hai là thẹn thùng với người. Đây là nói cho cái nghĩa thế gian cho người ta dễ hiểu. Anh không trời, trên thì không hổ thẹn với trời, đối với người anh ta cũng không có gì hổ thẹn. Ý nói rằng người này họ cao ngạo tới mức mà không còn biết tôn ti trật tự là gì, thượng hạ là gì. Hổ là tự thẹn, tự mình hay sám hối, diệt trừ các oán thù. Thẹn là hay dạy bảo người cởi mở các trói buộc. Giải thích cái chữ hổ và thẹn như vậy đó. Tự mình hổ thẹn, trừ diệt những cái oán thù ở trong lòng của mình. Và thẹn thì dạy bảo người khác nên
cởi mở cái oán thù đi, không có nên kết chặt nó nữa. Còn hổ là gì? Là hay làm điều thiện. Thiện là hay tùy hỷ các việc thiện với người. Mình hổ là bởi vì mình thiếu phước, cho nên ráng làm nhiều việc tốt hơn nữa. Thiện là gì? Tức là mình thấy người ta làm việc phước mà mình chưa làm được, mình làm không nổi, mình thấy nó thẹn quá. Như vậy thì tâm mình sẽ có cái phát khởi ý chí hướng thượng. Hổ là tự xấu hổ ở trong tâm, thẹn là phát lộ bày tỏ tội lỗi với người. Tự mình xấu hổ trong tâm của mình và mình sẵn sàng bày tỏ là những cái lỗi sai mình đã gây ra. Nhờ hai pháp ấy mà người tu hành được cái pháp an vui vô ngại. Mình không có gì hết, trong tâm mình minh bạch. Ngày nay nhờ hai cái ngày nay đã sinh tâm đại hổ thẹn, làm lễ đại sám hối, nên phải hết lòng cầu xin tứ sinh lục đạo. Vì sao vậy? Vì trong kinh Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều là bà con quyến thuộc với nhau. Câu này chúng ta quán chiếu mới thấy. Phật nói rằng ở trên thế gian này không có chỗ nào nhỏ như hạt cái, tức là cái không gian nhỏ như hạt cái mà ta chưa từng bỏ thân mạng vì lợi ích cho chúng sanh. Trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo, trải qua ba tăng kỳ, Đức Phật đã đem thân này làm lợi ích chúng sanh. Thân mạng của Ngài bỏ trên thế gian này cùng khắp, như ở tại đây cũng có thể chúng ta đã ngồi trên xương của Ngài từ vô lượng kiếp. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là tất cả chúng sanh, hoặc là kẻ sinh ta, hoặc là kẻ ta sanh, luân hồi sinh tử tử sinh. Nè, không biết đâu hết á. Nhìn xa hơn nữa, đôi khi chúng ta là bạn với nhau. Nhìn xa hơn nữa là vợ chồng. Nhìn xa hơn nữa là oán thù. Nhìn xa hơn nữa là sát hại nhau. Chúng ta chỉ nhìn trong đời này mà thấy có lục thân quyến thuộc. Nhưng nhìn trong vô lượng kiếp thì nó lại khác. Cho nên Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều là bà con quyến thuộc với nhau. Hoặc đã từng làm cha mẹ, hoặc đã từng làm sư trưởng, cho đến hoặc là đã từng làm anh em chị em với nhau. Hết thảy chúng sanh đều như thế. Ở trong cái không gian rộng lớn, cái thời gian bao la như vậy, thì chúng ta sẽ thấy tất cả chúng sanh đều là như thế. Ở trong đời này thì khác nha. Bởi vô minh chi lấp trường tánh nên không biết nhau. Đó, nó vậy đó. Chúng ta đọc những câu chuyện của Phật giáo đó. Ngài Chí Công đi khất thực, người ta nói ông thiệt là vô duyên. Đám cưới của người ta mà ông đứng ở trước nhà xin xỏ. Và Ngài nói ta ngu si, ta vô duyên hay là các ngươi cháu lấy bà mà không thấy loạn luôn à. Tại vì cái bà cụ này bà chết đi á, bà thương cái thằng cháu lúc 2 tuổi, bà nắm tay đó và trách thở. Thần thức lưu liếng đó đầu thai ở cái xóm trên làm với cô gái sau 2 năm. Gặp nhau cái nó thương liền thành vợ chồng. Và mình thì thấy đó là hôn nhân long trọng. Nhưng mà Ngài thì thấy rằng là cháu lấy bà. Nó mới chết đó, nó mang cái thân ngũ uẩn giả tạo đó, bây giờ nó lại kết duyên với nhau. À, rồi lục xúc, lục thân á, thì cũng như làm ác chết, đọa làm cái con xúc vật á, bây giờ bị giết. Đưa lên bàn thờ chuẩn bị vô ăn đấy, ăn lục thân quyến thuộc của mình. Trong cái nhìn của luân hồi chúng ta thấy nó như vậy. Vì không biết cho nên nảy sinh ra xúc não oán thù nhau mãi mãi. Ngày nay đại chúng đã hiểu được ý ấy, nên phải hết lòng thành khẩn, tha thiết dụng tâm, quyết khiến một niệm tâm cảm mười phương, một lạy đoạn trừ vô lượng oán thù. Khi lạy Phật chúng ta dùng cái tâm này, con lạy một lạy, con nguyện đoạn trừ tất cả những oán thù. Đại chúng nhất tâm đầu thành đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Chúng ta nhìn ở đây, mời đại chúng hồi hương. Nguyện đem